Review cường lực chống nhìn trộm Việt Nam Gao Eagle. Hàng Việt liệu chất lượng có cao. Đóng hộp xịn sò nha. Hướng dẫn sử dụng full tiếng Việt luôn. Rất nhiều tính năng. Nhưng cái hộp thì không nói lên chất lượng. Dán thử mới biết được. Kính này thì có khung tự dán. Các bạn chỉ cần ốp lên, bóc siêu là dán được. Không cần căn chỉnh gì cả. Người không chuyên vẫn dán được như thường. Cộng một điểm. Quan trọng nhất là khả năng chống nhìn trộm. Nghiêng một ít là đã không nhìn thấy gì rồi. Thế này thì không sợ bị đọc trộm tin nhắn. Tuy nhiên vẫn phải nghiêng một ít mới kích hoạt được tính năng chống nhìn trộm. Chỉ được 170 độ thôi. Không được 180 độ như trên vỏ hộp ghi. Bù lại thì khả năng hiển thị tốt, xem phim màu sắc lên vẫn đẹp như kính cường lực thường. Lại còn được cả màn hình phủ nano, đổ cả chai nước lên vẫn không bám nước một tí nào. Thế nên bạn nào tay hay ra mồ hôi như mình dùng cái này rất ổn áp nha. Độ cứng là 9H. Cả xước xong soi cả đèn vàng vẫn không thấy vết xước. Đúng là cứng thật. Cuối cùng là test độ bền. Không sao cả, tất cả không ốp, vẫn không sao. Bo nút thêm cả tính năng chống bụi màng loa, dùng lâu không sợ rè loa. Kết luận độ bền 10 điểm, độ chống nhìn trộm chỉ 9 điểm thôi. Uy tín nha anh em.